Hiện đại hóa đô thị là một nhu cầu không thể thiếu trong tình hình hội nhập với thế giới. Những tòa nhà cao tầng tại Việt Nam phát triển mạnh, hòa nhịp chung cùng sự phát triển của nền kinh tế. Công ty xây dựng công trình 194 giới thiệu tới quý doanh nhân trong và ngoài nước tòa nhà văn phòng cho thuê 194 Golden Building 18 tầng. Nằm trên đường Điện Biên Phủ, cách ngã tư Hàng Xanh 100m, vị trí mặt tiền đường rộng 80m, trục đường chính nối liền các quận trung tâm của thành phố, dễ dàng đi đến sân bay và các quận huyện khác hoặc các tỉnh lân cận, hay di chuyển nhanh chóng trong các giờ cao điểm khi tình trạng kẹt xe trong thành phố luôn luôn kéo dài. Tòa nhà 194 Golden Building được thiết kế theo tiêu chuẩn văn phòng cho thuê cao cấp với độ vững chắc bằng cọc khoa nhồi, kính cường lực chống ồn và thông thoáng. Hai tầng hầm để xe với tổng diện tích lên đến gần 2.000m2. Với mặt tiền thông thoáng, rộng rãi, xe có thể vào tận bên trong, từ tầng trệt đến tầng 14 dành cho các công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như các ngân hàng và những phòng họp lớn nhỏ, có thể chứa đến 100 khách được cho thuê. Riêng lầu thượng dành riêng cho nhà hàng và bar cà phê, giải trí trong những giờ nghỉ ngơi thư giãn và tận hưởng những phong cảnh vùng nội thành cũng như ngoại thành từ trên cao. Trang thiết bị hiện đại, hệ thống thang máy tốc độ cao của Phần Lan, hệ thống chống sét cho tòa nhà sử dụng thiết bị nhập khẩu từ châu Âu, hệ thống điều hòa không khí thông minh VRF được nhập khẩu từ Nhật Bản, có phần mềm quản lý dễ dàng kiểm soát các thông số kỹ thuật và tính tiền cho mỗi đầu lạnh sử dụng. Hệ thống thoát hiểm bằng hai lối cầu thang bộ thoáng rộng và thang dây thoát hiểm nhập khẩu từ Hàn Quốc. Hệ thống máy phát điện dự phòng khi cúp điện bằng hai máy với công suất 1.300 kVA. Hệ thống tăng sóng điện thoại trong tòa nhà. Đội ngũ quản lý năng động và nhiệt thành sẽ đáp ứng những yêu cầu của quý doanh nghiệp một cách nhanh chóng nhất. Đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp túc trực 24/24 với hệ thống camera an ninh và có mặt khắp nơi trong tòa nhà sẽ tạo sự an tâm tuyệt đối cho các công ty. Thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy được nhập khẩu từ Mỹ nhằm đảm bảo an toàn và bảo vệ tài sản cho khách hàng. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm, tin tưởng chúng tôi trong thời gian qua. Quan điểm của chúng tôi là luôn quan tâm, nâng cao chất lượng các dịch vụ, luôn xây dựng, đổi mới cơ cấu quản lý để làm hài lòng quý khách hàng, tạo các điều kiện thuận lợi để quý khách hàng xem đây là nơi làm việc lý tưởng, có các dịch vụ để mang đến sự thành công cho doanh nghiệp. 194 Golden Building kính chúc quý khách hàng sức khỏe và thành công. 194 Golden Building còn một số diện tích cho thuê và có rất nhiều ưu đãi cho quý khách hàng khi thuê văn phòng. Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Quản lý Tòa nhà 194 Golden Building. Địa chỉ 473 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0862583653, fax 0862589008. Điện thoại di động 0903743445. 194 Golden Building, điểm đến của sự thành công.